Hồng Duy xin kính chào quý anh chị, cô chú và các bạn. Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại một căn nhà nằm trên trục đường quốc lộ 1A. Và với căn nhà này thì lúc trước anh chị hay theo dõi video của Duy thì cũng đã có từng xem qua rồi. Thì với căn nhà hôm nay là một căn nhà với chiều ngang là 8m, chiều dài là 11m. Nhà mình thì đã có sổ hồng riêng rồi. Với lối thiết kế là một trệt, một lầu, bao gồm có 3 phòng ngủ và có 3 căn phòng vệ sinh. Các phòng ngủ ở phía bên trên lầu nhà mình đều có những căn phòng vệ sinh nằm khép kín ở phía bên trong, cho nên sẽ rất là thuận tiện cho anh chị khi mà sử dụng nha. Thì đầu tiên thì anh chị có thể thấy với nhà của mình thì trục đường trước nhà là một trục đường bê tông, là một trục đường thông nha anh chị. Hướng này thì mình có thể nối thông ra trục đường quốc lộ 1A thì chỉ với 800m thôi. Còn hướng ngược lại thì mình cũng có thể nối thông ra trục đường quốc lộ 1A, nhưng mà hướng này thì xe hơi, xe tải có thể di chuyển vào nhà mình thoải mái. Và hiện tại với trục đường này thì đang trong quá trình đổ đá và đã sắp được trải nhựa rồi nha anh chị. Thì với mẫu nhà hôm nay là một mẫu nhà bán cổ điển với phong cách châu Âu nha anh chị. Với tông màu chủ đạo đó là tông màu trắng kết hợp với màu vàng gold đó, với hai màu này thì rất là sang luôn. Phía trước nhà của mình thì có chừa cho anh chị một cái khoảng sân trước rộng rãi được lót gạch sạch sẽ, và phòng khách thì sẽ được làm ở phía bên hông đây nha anh chị. Còn phía bên đây thì sẽ là một khu vực gara để mình đậu ô tô. Đây, với gara ô tô này thì được lót gạch sạch sẽ ở phía bên trong. Thông ở phía bên sâu phía bên trong thì sẽ có một căn phòng ngủ nằm ở dưới tầng trệt dành cho người lớn tuổi. Và với căn nhà của mình thì sẽ có hệ thống cửa cuốn đó. Thì với hệ thống cửa cuốn này thì khi mà mình có đi đâu xe xa thì mình có thể khóa lại thì sẽ rất là thuận tiện luôn. Với hệ thống camera được gắn hai bên thì sẽ tặng lại cho anh chị luôn đó. Thì khi mà anh chị về sở hữu thì anh chị vô cùng yên tâm khi mà mình có đi đâu xa nha mọi người. Hệ thống cửa chính cho mình thì sử dụng là cửa bốn cánh đây, với cửa bốn cánh được làm bằng nhôm sifa và kính cường lực. Tiếp phía bên trong phòng khách, phòng khách đây thì mình sẽ tặng cho anh chị một bộ nội thất gồm có một bộ bàn ghế sofa ngay tại khu vực này đó. Và khu vực đối diện thì bên Duy cũng đã có lắp tủ tivi với những cái ô tủ được trang trí được những cái chai rượu đó. Những chai rượu anh chị về mình có thể trang trí thêm những cái vật lưu niệm ngay tại khu vực này, khu vực để tivi. Và tiếp đến là một khu vực phòng bếp. Với khu vực phòng bếp thì sẽ có ngăn cách được một bằng một cái quầy bar nha anh chị. Đây thì với hai cái ghế ngồi ngay tại khu vực quầy bar này thì anh chị có thể ngồi uống nước ngay tại khu vực này, rất là chill luôn. Phía bên trên thì có gắn cho anh chị những cái ánh đèn chiếu sáng và thông ra khoảng không gian phòng khách luôn. Đấy thì anh chị khi mà ngồi nấu ăn, nấu uống hay là mình có thể mình quan sát ra được phía bên ngoài. Với khoảng không gian phòng bếp nhà mình thì sẽ được thiết kế theo kiểu dáng hình chữ L, với tủ bếp trên, tủ bếp dưới thì đầy đủ và có chiếu cho anh chị những hệ thống đèn LED được chiếu sáng cho căn phòng bếp nhà mình. Ở đây thì có hai cái bồn inox, hai cái bồn inox này thì sẽ rửa rau, rửa chén. Và với khu vực đây thì nước sẽ rất là mạnh nên anh chị yên tâm nha. Còn khu vực đối diện đây thì sẽ là khu vực tủ rượu với một cái vách kiến caro cũng rất là đẹp mắt. Với những cái tủ rượu thì bên Duy cũng đã có trang trí cho mình những cái chai rượu quý ngay tại khu vực này rồi đó. Và những hệ thống đèn LED được chiếu sáng thì sẽ rất là lung linh cho căn nhà của mình luôn. Và mình cùng di chuyển ra lại cái khoảng không gian gara ô tô. Đây thì nhà của mình sẽ được làm thông nối thông hết nha anh chị. Đây thì cái lối này thì mình sẽ thông ra khoảng không gian ô tô và vào một khoảng không gian phòng ngủ nằm ở dưới tầng trệt luôn. Đấy thì căn phòng ngủ này thì sẽ dành cho những người lớn tuổi khi không tiện lên xuống cầu thang. Và sẽ có một cái lối đi thẳng ra khoảng không gian giếng trời và căn phòng vệ sinh nhà mình luôn. Đây thì anh chị có thể thấy cái khoảng không gian sân sau giếng trời này thì có những cái khung sắt bảo vệ cho mình. Ở phía bên trên thì mình có thể lấy thoáng, lấy luồng gió tự nhiên vào căn nhà của mình. Khu vực đây thì anh chị có thể đặt được một cái máy giặt nha anh chị đó. Và căn phòng vệ sinh thì rộng rãi và đầy đủ những thiết bị nhà vệ sinh cho mình luôn. Hiện tại thì Hồng Duy đang có mặt tại ở khoảng không gian lầu 1 nhà mình. Thì với khoảng không gian lầu 1 nhà mình sẽ có một cái khoảng không gian ban công rộng rãi. Đây thì khu vực đây thì mình có thể đặt được một bộ bàn ghế đá, ngồi đây uống trà sau những buổi tối, buổi chiều ngồi ngay tại khu vực này. Anh chị có trồng thêm những hàng cây ngay tại khu vực này thì cũng rất là đẹp luôn nha anh chị. Phía bên trên thì mình có thể trồng thêm những cái chậu lan, hoặc là mình có thể làm thêm mái che ở khu vực này để cho mình thuận tiện sử dụng nha anh chị. Và
với khu vực mình thì dân cư đã ở hiện hữu và đông đúc, và với khu vực trước đây thì sẽ là một cái khu vực thông thoáng để mình đón được những cái luồng gió tự nhiên vào căn nhà của mình. Với cái nhà này là một căn nhà hướng Tây Bắc, cho nên anh chị nào nếu mà thấy hướng này hợp lý với mình thì mình hãy đến đây xem nhà nhé. Và tiếp tục, ở trên đây thì sẽ có thêm một khoảng không gian phòng thờ. Phòng thờ thì được thiết kế mở, và với căn phòng thờ này thì sẽ rất là thoáng, thông ra khoảng không gian ban công nhà mình. Cho nên với một cái vị trí như thế này thì rất là thoáng với cửa sổ. Tiếp đến là một khu vực cầu thang. Cầu thang để di chuyển lên trên lầu nhà mình thì cũng được thiết kế rộng rãi và di chuyển thoải mái lên trên lầu. Ở đây thì mình sẽ có thêm một khoảng không gian phòng ngủ. Phòng ngủ số 2 nhà mình là một căn phòng ngủ vừa phải, sẽ dành cho các thành viên nhỏ tuổi cho gia đình của mình nha anh chị. Có một cái khoảng không gian phòng vệ sinh nằm khép kín ở phía bên trong. Đây thì với khoảng không gian phòng vệ sinh này thì đầy đủ những cái thiết bị nhà vệ sinh cho mình rồi. Và mình cùng di chuyển tới khoảng không gian phòng ngủ cuối cùng. Phòng ngủ cuối cùng là một căn phòng ngủ master. Căn phòng ngủ này thì cũng có một căn phòng vệ sinh nằm khép kín phía bên trong. Và ngoài đây thì anh chị có thể thoải mái bố trí nội thất cho mình. Và có một khoảng không gian ban công ra phía bên ngoài. Đây thì anh chị có thể di chuyển ra đây, mình ngóng gió ngóng mát. Và mình có thể thông ra khoảng không gian ban công trước, như lúc nãy Duy cũng đã có chia sẻ luôn. Đó. Vừa rồi thì anh chị đã cùng Duy đi khám phá hết toàn bộ không gian căn nhà này. Thì với căn nhà này thì hiện tại bên Duy đang rao bán cho anh chị với mức giá là 2 tỷ rưỡi. Thì với 2 tỷ rưỡi thì anh chị đã sở hữu toàn bộ không gian căn nhà này rồi. Anh chị chỉ cần thanh toán trước 1 tỷ là anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Còn lại thì ngân hàng sẽ hỗ trợ vay cho anh chị từ 50 đến 70%. Anh chị nào nếu mà quan tâm căn nhà này thì hãy gọi cho Duy qua số hotline, hoặc anh chị có thể nhắn tin qua số Zalo 0923459179 để có thể hỗ trợ những thông tin chi tiết nhất dành cho anh chị. Và trước khi kết thúc video thì anh chị hãy nhớ đăng ký kênh để theo dõi được những mẫu nhà mà Duy cập nhật hàng ngày. Và bây giờ Hồng Duy xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video kế tiếp. Xin chào.